Xin thầy cho con hỏi một câu hỏi ạ. Đối với một người đệ tử nữ quý mến và thương một người thầy đã dạy dỗ mình, thì người nữ đó, người đệ tử đó phải làm như thế nào để đền đáp cái công ơn của người thầy đã dạy mình mà tránh cái tình thương, tình quý mến nam nữ ạ? Xin thầy cho con lời dạy ạ. Con cảm ơn. A Di Đà Phật. Một câu hỏi rất dễ thương, rằng con thương thầy nhưng làm sao con đừng có yêu thầy. Bây giờ giảng hạn nha, con đứng lên đi. Hai. Đó là một câu hỏi mà nó không chỉ cho người nam, người nữ, mà bất kỳ, nó là một câu hỏi cho một người, trước hết là một người đệ tử, cho một người thầy, cho một người học trò, cho một người thầy cái đó. Mình báo hiếu cách gì, mình trả ơn cách gì. Về thầy nói con hít vào và thở ra 15 phút, theo dõi cái chiều dài ngắn của hơi thở, tâm không có loạn động, con cố gắng để cái tâm nó yên ở một chỗ. Thì để báo hiếu cho thầy trong cách dạy đó, thì cách của con báo hiếu cách nhất, tốt nhất bằng cách nào? Mọi người hiểu ý thầy hỏi không? Tức là khi thầy dạy con hãy 15 phút thở và hít, theo dõi cái chiều dài mà tâm không động, cố gắng để không có suy nghĩ nó chen vào, thì cách con báo hiếu tốt nhất lúc đó là gì? Là thực hành những gì thầy nói một cách giống như ý thầy muốn, chứ không phải giống như ý con muốn. Ok, bây giờ thầy là người trồng một cái vườn hoa, thì cái cách nào để cho cái vườn hoa nó báo hiếu trả ơn cho thầy? Nở hoa đẹp. Ok. Chứ vậy hãy coi thử ông thầy ông muốn gì ở người học trò. Chứ người học trò đừng có coi thử mình cần cái gì và mình muốn ông thầy lắng nghe cái yêu cầu của mình để mình lấy lòng ông thầy. Này nó khác nhau quá nha. Nếu mình thương một người, hãy làm những gì họ muốn, chứ đừng làm những gì mình muốn cho họ mà mình nghĩ họ cần. Bởi vì là một người thầy thì họ sẽ vững vàng ở mức độ nào đó, họ không cần những gì khác của mình phục vụ cho họ đâu. Mà họ giống như là người trồng hoa, mình hãy làm sao nở đẹp nhất có thể. Hạnh phúc của một người thầy đó là thấy được đứa đệ tử đi mà không cần ông dắt tay nữa. Thấy người học trò mình vững vàng. Hạnh phúc của người mẹ, người cha là thấy đứa con mình không cần nương tựa vào họ nữa mà vẫn không vấp ngã giống như từng bước ngày xưa. Còn cái chuyện đệ tử nữ thương một người thầy tu xuất gia trẻ, khi con ý thức được là tình trần lắm lên bụi, thế gian kia con có thể tự do, nhưng bước vào nơi chánh điện già lam thanh tịnh, con lấy cái tình trần đó giống như ma cà rồng đi hút máu, thì đó không phải là yêu thương mà là ích kỷ tạo tác, và con có thể không gặp được tam bảo ở kiếp sau. Nếu đó là người thầy may mắn vững vàng thì giới định tuệ của ổng sẽ che chở con từng bước một, dẫn cho con tiến bước. Nếu vì thầy đó mà không vững vàng, hai người sẽ cũng bước nhưng mà là bước thụt lùi luôn. Bởi vì tu sĩ trẻ ngày nay tội nghiệp, con cũng từng lang thang đi tìm chỗ này chỗ kia học, không biết tu cái gì mà tâm nó cứ buồn miết. Mẹ cha bỏ, bạn bè thế tục bỏ, lúc tâm tư cô đơn. Cái đáng sợ nhất trên đời này là mình đi gói quẻ, người ta nói số bà cô độc nghe hung, là mình sợ vô cùng. Tại sao mình sợ hai chữ cô độc vậy? Bởi vì mình đã từng 1.000 tỷ lần ra đi ở cái kiếp sanh tử luân hồi này nè, và mình sợ lắm khi mà không ai tiễn mình đi hết. Mình bỏ lại ở phía sau những thứ mình tạo một kiếp người, mà mình đi có một mình tới cái nơi mà mình chưa bao giờ biết, tối mù mịt, sợ không? Sợ chứ. Vì cái tiềm thức đó nó ở trong tâm mình á. Chứ mình sinh ra kiếp này mình nghe cô độc, mình sợ vô cùng.
và mấy ông thầy tu cô độc. Ai cô độc bằng mấy ông thầy tu? Về xuống dưới chánh điện, xuống dưới nhà bếp bốn bức tường, vô nhà vệ sinh bốn bức tường, vô phòng ngủ bốn bức tường, gạch vữa xi măng giống nhau, nó chả hiểu tình thương và nỗi cô đơn của ông thầy tu là gì. Nếu cha mẹ không có, bạn bè không có, thầy trò mà không truyền thông được, tu hành không vững vàng, thì một người đệ tử nữ nào đó: alo thầy khỏe không, bữa nay thầy ăn cái gì, thầy có đói bụng không, con có gỏi cuốn, con sẽ cuốn con tim con vào, con gửi lên cho thầy ăn, và thầy sẽ bị ngộ độc thức ăn. Thầy không mắc vào cổ nhưng mắc vào con tim thầy, và kiếp này thầy không trả, hẹn kiếp sau nhé. Ai, và người thầy đó nếu đủ vững vàng, hãy lấy ánh sáng tuệ giác của mình nhìn thấu vào trong bánh cuốn ấy có một con tim. Bỏ đi thì không được, ăn vô thì sợ mắc nợ tình, nợ nào trả được chứ nợ tình có bộ cắn. Vậy thì ăn cách sao mà biến con tim mê mờ ấy ở trong kia thành con tim của tỉnh thức. Tình yêu không có tội, có tội là cái người yêu chứ không phải là bản thân của tình yêu. Nếu không có tình yêu, con tim mình chết từ lâu, sự sống mình trở thành một xác chết. Si tư trong này nè, ông thầy tu không yêu được, không yêu sự sống, không yêu từng khoảnh khắc, không yêu cái sự hiện hữu của thân tâm mình một kiếp người cát bụi ngắn ngủi, ông thầy đó đang là kẻ ngoại tình. Ngoại tình tức là sao? Anh sống anh không hạnh phúc, anh khát khao trong lòng, anh đi xin cái tình yêu bên ngoài, đó là kẻ ngoại tình. Ngoại tình không phải là đi ở với một người nam hay một người nữ khác, mà ngoại tình tức là tự thân anh không có niềm vui, anh đi xin tình ở bên ngoài được gọi là ngoại tình. Như vậy một người tu sĩ không có đi xin tình bên ngoài, cho nên một người đệ tử nữ phải thực sự thương, thương cả một cái kiếp người bỏ cha mẹ, họ lang thang và họ muốn tu hành, và mình hỗ trợ cái lý tưởng đó của họ, thì cái mối lương duyên dù là có 50 kiếp giống như là A Nan và Ma Nan già đã từng vợ chồng, nhưng kiếp này họ vẫn qua lại ở gần đó, nhưng chỉ còn có duyên mà không còn nghiệp nữa. Hai người tu hành và giác ngộ luôn. Giống như Gia Du Đà La cũng từng 500 kiếp là người thương của Sĩ Đạt Ta, nhưng kiếp này ta đi vào rừng sâu để giải thoát, nàng ở nhà cứ bận đồ rách ngủ dưới đất đi. Yes. Nhưng mà thiếp sẽ vững vàng. Tình yêu này là cuối cùng duy nhất. Thiếp sẽ ủng hộ chàng tu tập, và chàng cố gắng nha. Thiếp biết là chàng đi không phải vì ghét bỏ thiếp, mà vì yêu thiếp nhiều hơn là tình ái nhiễm. Yêu cả tình người. Xin hãy yêu tôi bằng cả tình người. Và wow, một ngày nọ bật giác ngộ từ rừng sâu về và đổ luôn người thương mình hai cái đầu trọc lóc đó, và lìa bỏ thế gian bước lên một phương trời mới của giải thoát. Có cái tình nào đẹp bằng tình đó chứ? Cho nên ngày xưa đó, những cái mà mình dây mơ rễ má duyên duyên nợ nợ chồng chồng ấy không có xấu xa. Vấn đề là kiếp này mình đủ tạo ra một khoảng cách để tỉnh thức, sử dụng những cái thông tin đó phục vụ cho cái lý tưởng tu hành ở kiếp này theo ý mình, hay theo ý cả hai mình muốn hay không.